Ok, xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh đi qua truyền hình nha. Anh em thông cảm với clip trước máy nó nóng quá nó tự ngắt anh em ha. Quá nhiệt à. Anh em rất là thông cảm giùm nha. Chưa kịp chào anh em ha. Rồi, cái clip này thì mình giới thiệu tiếp từ số 12 cho đến số 18 anh em nha. Rồi, số 12 ha. Số 12 thì cây kem này rất là độc đáo anh em ha. Đó. Cây này thì nếu mà nhìn vô cái chữ không không có cái chữ Soben ở đây thì đa số anh em sẽ nghĩ là hàng của Mỹ, của Đức ha, nó có chữ Weber ở đây nha. Thì mình không chắc lắm ha, nhưng mà cái từ Well đây thì nó là mình liên tưởng tới để dùng để cho trong ngành hàng anh em ha. Đó. Anh em thấy một vài cái chức năng của nó nha. Nhưng mà các cái chức năng này thì nhìn chỉ có mỗi cái kẹp thôi là liên quan tới bên hàng thôi ha, chứ còn lại đa số thì nó cũng không có liên quan lắm ha. Mã nó là anh em thấy Weber này, mini với kép trừ 1 nha. Đó. Hàng này thì thép này là quá chất rồi ha. À, chỉ bằng một cái độ mới của nó thôi anh em ha. À, anh em thấy cái mép cắt thì còn khá ổn so với cái tuổi đời của nó anh em ha. Đặc biệt các cái răng mịn như này ha, mình cũng khá bất ngờ khi nó cũng còn tương đối ngon anh em ha. Đó. Đó. Cái răng mịn trong này cũng vậy ha. Đó. Cái đầu kẹp này thì cũng không hẳn là hở đâu anh em nha, bởi vì dưới này nó có hạ bậc tí ha. Đó. Rồi, ok. Cái này thì kích thước của nó là 18 nha. Đó. Hàng này thuộc loại hàng anh em rất là khó để kiếm ra cây thứ hai ha. Đó. Tùy nó không có quá mới nha. Rồi, số 12 giá 106 ha. Tới số 13 nha, số 13 thì nó gồm 3 cái kéo ha. 3 cái kéo này có lẽ là phục vụ cho anh em nhà bếp hoặc là thủ công gì đó thôi ha. Đó. Cây này thì cái bếp khá là quen thuộc nha. Tùy nó không có chữ nhưng mà nó cũng rất là chất anh em nha. Đó. Mình thấy lưỡi nó còn nguyên ha, chưa có bị nói chung là bị mẻ gì nhiều anh em nha. Đó. Loại này anh em mua lẻ lẻ không thì giá nó chắc cũng bằng cái bộ anh em ha. Còn nếu mà loại mà xịn thì nó còn mắc hơn anh em nha. Cái này size 20 nha, size cũng khá lớn. Cái kéo này cho anh em cắt giấy ha. Cái loại này thì nó rất là bình thường rồi ha. Tất cả đều là hàng nội địa Nhật hết em nha, chứ không phải là hàng hàng chợ. Ok, tiếp theo là một cây kéo răng cưa. Cây này giống như là chưa xài ha. Lúc về nó rất là mới nè. Đây mình để lâu lắm rồi. Đây cái lưỡi nó làm rất là cầu kỳ nè em ha. Cái này cũng kích thước 20 luôn. Ba cây này giá là 101 nha. Giá siêu tốt luôn. Ok, tới 14 nè nha. 14 là một cái cây búa vuông mà cây của cán sợi thủy tinh anh em nha. À, anh em biết cái hàng cán sợi thủy tinh này thì cân nặng của nó tầm 3 4 lạng thôi ha. Cả cán á. Còn riêng cái này nó là 780 gram nha, nó gần 8 lạng anh em nha. Đó, kích thước của nó thì nó gần như gấp đôi mấy cây loại tầm nhỏ với tầm trung của cán sợi thủy tinh anh em ha. Đây, cái này thì được cái hai cái mặt nó rất là đẹp ha, mình không có mài nha, mình chỉ đánh bóng thôi ha. Đó, anh em thấy ha, còn cực kỳ đẹp các cái viên này. Đó. Bên này cũng vậy ha. Đó. Nó còn luôn các cái viên anh em ha. Đó. Tuy nhiên cái mặt thì anh em thấy nó có xước nha. Cái này thì anh em rà nhám rất là dễ thôi ha. Ở đây thì nó có cái chữ 570 gram nha. Và nó có cái chữ Nhật ha. Đó. Ok, cái này thì nó bị keo, nó bị khô anh em nha. Về thì cán này anh em hoàn toàn có thể tận dụng được. Bởi vì cái phần thân nó còn rất là đẹp ha. Ở đây thì nó có cái chữ M đây ha, chữ S. À, dưới này có chữ Made in Japan. À, cái này của Susa anh em nha. Cái hãng này thì quá quen thuộc rồi ha. Em nhìn cái tay nắm rất là quen ha. Ok. Nếu vậy tính ra 8 lạng thì cái cán này khoảng 100 khoảng 2 lạng hơn anh em ha. Đó. Cao su này cầm rất là êm. Ok, rồi, cây số 14 giá 200 nha. Rồi, tới số 15 ha, tới số 15 cũng là một cây búa vuông nha. Cả cán của nó thì là 470 gram. Cái cán của nó thì nhẹ hơn cái đầu kia nha. Đó. Cái này thì chữ đẹp xuất sắc anh em ha. Chữ rất là đẹp. Các cái mặt cũng còn rất là đẹp luôn ha. Cán còn dùng tốt anh em nha. Cây số 15 giá 140 nha. 470 gram cả cán ha. Rồi. Combo số 16 thì
Nó gồm rất là nhiều món liên quan tới đục là chính nha. Nó nặng tổng cộng là 2,7 kg nha nè, giá nó là 220 ha. Thì thực ra 220 thì anh em biết á, khi mà anh em cần một cái mũi đục này thì cái giá nó là hơn 220 ha. Tất nhiên là bây giờ mình bán này thì anh em dùng cái này chủ yếu dùng để đục tay thôi là chính ha. Đó. Còn cái thép cái này thì anh em biết loại này thì thép tốt tuyệt vời luôn ha. Tổng cộng là 2,7 kg anh em nha, mình khỏi cân từng cây cho nó dễ ha. Đó. Thép cái này quá đỉnh rồi. Kèm theo đó là một cái cây cây này cũng làm đục nhọn tốt luôn anh em nha. Anh em đục tường này kia vẫn còn xài tốt ha. Rất là dài. Kèm theo đó là hai cái cây cái foam này thì mình chưa biết rõ cái chức năng của nó là gì ha, nhưng mà mấy cái cây này, đặc biệt cây này thép rất là tốt luôn ha. Anh em có thể dùng chế được nhiều thứ á, hoặc nếu anh em thợ rèn thì có thể mình nghĩ có thể rèn được ra dao chẳng hạn ha. Đó. Hoặc là anh em dùng chế cái món gì đó nha. Kèm theo đó là hai cái thép răng nha anh em. Thép răng này cũng của Nhật hết em ha, chứ không phải là không có cây nào của Việt Nam hết nha. Rồi, ok. Combo này 2,7 kg nha anh em. Và giá của nó là 220 ha. Tất nhiên tất cả các giá mình báo ra chưa gồm phí ship nha. Anh em nào mà chuyển khoản được thì mình sẽ báo giá ship tốt nhất cho anh em ha. Còn nếu mà anh em thu hộ thì anh em vui lòng cọc trước 50 ngàn thẻ bằng cả điện thoại nha. Rồi, mình giới thiệu tiếp hai số cuối nha. Ok, tới cây số 10 17 anh em ha. 17 là cây kéo cành, form này rất là độc ha. Xưa giờ mình chưa bán cái cây cán gỗ nào form này anh em nha. Cái này số 6 dài 65 nha. Cái lưỡi nó còn rất là mới luôn anh em ha. Anh em thấy nó có răng nha. Với cái lỗ này thì anh em cắt cành lớn cành nhỏ gì nó cũng đều rất là nhẹ tay hết anh em ha. Đó. Đặc biệt là nếu vô đây rồi là khỏi trượt luôn anh em ha. Răng còn rất mới luôn nha. Cái lưỡi vậy ha, lưỡi rất là bén. Trên đây thì nó có một vài cái dấu dập này là zin chứ không phải là bị rỗ theo thời gian đâu anh em nha. Đó. Rồi, cái lưỡi bên này cũng vậy ha, còn rất là đẹp luôn. Dày. Rất là dày dặn ha. Con này sợi ốc cho nên em có thể mở ra vệ sinh mài dễ dàng nha. Cá cũng còn đẹp anh em ha. Ok, cái này là giá là 260 nha. Rồi, tới cây số 7 luôn, cây xuất sắc luôn anh em ha. Cây số xin lỗi anh em, cây số 18 là giá 320 nha. Cái này nó cũng dài tầm 65 nha, dài như cây kia. Có lẽ hơn một tí. Đòi chính xác ha. À, 66 anh em nha, hơn chút xíu thôi. Cái này anh em thấy cán còn đẹp ha. Anh em thấy phần tán này đẹp luôn, rất là chuẩn, và đặc biệt cái lưỡi này rất là xuất sắc luôn ha. Đó. Cái form lưỡi nó rất là độc đáo, với lại nó làm rất là dày, và anh em thấy nó chữ nó khắc ở đây nó đẹp, còn thậm chí đẹp còn hơn mấy cái dao rừng nữa anh em ha. Đó. Cái lưỡi này zin luôn, chưa mài luôn nha, và đang rất là bén ở đây anh em ha. Phần này nó cũng làm rất là cầu kỳ nha. Dày khủng khiếp luôn anh em ha, nó rất là dày so với một cái kéo cắt cành size 65 này ha. Giá nó nhỉnh hơn mấy cái kia tầm 4-50 anh em nha. Đó. Nhưng mà mình nghĩ nó cực kỳ xứng đáng ha. Đó. Ok, cây số 18 là giá 320 nha. Rồi. Mình tiếp tục giới thiệu với anh em từ số 12 đến số 18, bởi vì cái clip trước nó bị ngắt quãng do cái điện thoại nó bị nóng anh em nha. Rồi. Anh em nào quan tâm nên nhớ theo dõi kỹ cái mô tả của mình về tình trạng kích thước cân nặng của từng món để anh em lựa đúng cái món nó phù hợp với cái nhu cầu của mình nha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Xin chào anh em.